Vì là chồng không gửi tiền về, mà lúc đấy thì em vừa mới sinh xong thì cũng chưa có tiền hay gì hết ấy. Thì có nghĩa là xin tiền nhà ngoại, xong rồi nuôi con. Chồng mình rất là khó thay đổi, nên là kể cả con nói với ông bà thì chỉ để ông bà nghe và ông bà buồn hơn thôi, chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì hết ấy. Nhà vợ chồng nhà bé này lại có chuyện buồn là chồng ở nhà lại vẫn cứ là ở ngoài Hà Nội, vẫn cứ ham chơi, thỉnh thoảng mới về thăm con. Tức là một cái thời gian dài, ý là ví dụ như trong sinh hoạt của gia đình thì về vấn đề tiền thì cũng vì là chồng không gửi tiền về, mà lúc đấy thì em vừa mới sinh xong thì cũng chưa có tiền hay gì hết ấy. Thì có nghĩa là xin tiền nhà ngoại, xong rồi nuôi con. Ông bà nội cứ nghĩ là chồng vẫn lo cho mình ấy, vẫn cứ gửi tiền về. Đấy, nhưng mà đến một ngày thì bà mới hỏi thì em cũng mới nói là ý là không không có